Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau gần 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, các giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ lần lượt trở lại vào cuối tuần này. Trong đó có giải ngoại hạng Anh, vòng 4 Premier League sẽ thi đấu trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 9. Trong đó nổi bật nhất là trận Derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal. Cả hai vốn xem nhau là những đối thủ không đội trời chung trong lịch sử. Và để có cái nhìn tổng quan cũng như có cho riêng mình những dự đoán về màn đối đầu này, chúng ta sẽ cùng đến với nhận định chuyên môn của bình luận viên Quang Huy. Arsenal khởi đầu mùa giải 2024-2025 khá tốt khi chưa nhận phải thất bại. Họ đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Điều này có gây ấn tượng đối với anh không ạ? Arsenal thì thực ra 2 mùa trước họ đã chạy đua với Man City một cách quyết liệt. Đến mùa này thì thêm cái sự giảm dày và nhân sự cũng có sự bổ sung. Tôi không có bất ngờ với cái sự khởi đầu mùa giải này tốt của họ. Họ bị chứng lại với trận đấu gặp Brighton, nhưng mà có phần đen đủi khi mà mất người rồi họ vẫn tạo ra các cơ hội và có một chút kém may mắn, không thể nào thắng được thôi. Chứ tôi vẫn cho rằng là họ vẫn là đội bóng sẽ quyết chiến đua với cả Man Xanh ở mùa giải này. Nếu mà coi Man Xanh, đội bóng đã 4 năm liền vô địch giải Ngoại Anh, lớn ưu tiên số 1 cho vô địch, thì thứ hai không thể ai khác chính là Arsenal. Và cái việc Arsenal mới ký hợp đồng 3 năm tiếp theo với Arteta, đưa ông hưởng cái lương rất là cao như vậy, chỉ thua có đô la thôi, cho thấy tham vọng của câu lạc bộ. Và Arteta chắc chắn là sẽ coi đây là động lực để mà tiếp tục bám đuổi một cách dữ dội trong mùa giải này. Pháo thủ trải qua một mùa hè mua sắm không rầm rộ khi chỉ đưa về 2 tân binh, một là Calafiori ở hàng hậu vệ và tiếp theo là Mikel Merino, một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ. Vậy theo anh, những bản hợp đồng này liệu đã đủ để Arsenal cạnh tranh song phẳng cho chức vô địch Premier League mùa này không ạ? Arsenal thì 2 cầu thủ mua về đều là những vị trí rất quan trọng. Lâu nay Zinchenko đá cánh trái là không ổn, những người khác cảm giác là cũng chưa thật sự tròn vai. Thế thì Calafiori là một cầu thủ có sức vươn, có rất nhiều tiềm năng, vừa đá trung vệ lại vừa đá hậu vệ trái được, là sự bổ sung đáng kể cho Arsenal. Khi cần thì có thể đá ở vai trò tiền vệ lệch bên trái nữa. Ngoài ra Mikel Merino là cầu thủ rất hay của Sociedad. Ở tuyển Tây Ban Nha thì lúc đá chính, lúc đá dự bị, nhưng mà Merino là cầu thủ đẳng cấp và tôi nghĩ rằng là anh sẽ nâng tầm chính bản thân mình và cho cả Arsenal nữa. Đây là những vị trí rất quan trọng và tôi đánh giá rất cao. Tuy nhiên Arsenal tôi vẫn thấy là thiếu một cầu thủ số 9, thực sự một cái là bản chủ lực. Kai Havertz không phải sở trường ở chỗ này. Gabriel Jesus thì cũng qua đỉnh cao rồi. Arsenal có thể không phải là tức là để tìm một tiền đạo đúng nghĩa đẳng cấp và đang độ 9 thời điểm này là khó. Tiền đạo luôn khó mua, nhưng nếu mà họ có một số 9, tức là sở trường đá số 9 và đang cái đà vươn lên ấy, thì cũng rất tốt. Chứ tôi vẫn thấy là họ thiếu một cái cầu thủ số 9 thực sự. Ở trận đấu sắp tới với Tottenham, tân binh Mikel Merino cùng đội trưởng Martin Odegaard chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra Declan Rice cũng bị treo giò, còn khả năng ra sân của Calafiori vẫn còn bỏ ngỏ. Những điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Arsenal thưa anh? Có thể nói việc vắng cả Rice và Odegaard là rất tai hại cho pháo thủ thể London. Tôi nhớ là mùa trước Arsenal không có trận nào mà mất cả 2 cầu thủ này. Bây giờ thì rõ ràng ảnh hưởng rất nhiều đến cái trục giữa, vừa là khả năng phòng ngự cũng như là cái khâu kiến tạo và phát triển lối chơi của Arsenal. Thế thì có thể Arteta sẽ phải có cái sự linh hoạt, sẽ phải đưa những người ở tuyến dưới lên đá chẳng hạn, hoặc là kéo Havertz về đá tiền vệ, rồi Zinchenko cũng có thể chơi ở cái vai trò mà tiền vệ trung tâm chẳng hạn, hoặc là có thể phải thay đổi sơ đồ chiến thuật. Gần đây Arsenal đá 4-3-3 nhưng có thể sẽ chuyển sang 4-2-3-1. Với sơ đồ này thì bảo đảm một sự linh hoạt và không kén các vị trí. Chứ còn nếu mà giữ nguyên 4-3-3 thì tôi cảm giác là Arsenal sẽ có những cái lúng túng. Trận đấu này thì tôi cho rằng nó sẽ căng thẳng. Và một cái điều hay nữa là chúng ta hãy chờ tài thao lược của Arteta khi mà vắng hàng loạt cầu thủ như vậy. Vậy bình luận viên Quang Huy sẽ kỳ vọng cái tên nào của pháo thủ sẽ tỏa sáng ở màn đối đầu với Tottenham vậy ạ? Arsenal đá trên sân của Tottenham, đội bóng tấn công rực lửa như vậy và lại đang gần điểm, thì tôi cho rằng hệ thống phòng ngự của họ sẽ bận rộn và có thể họ sẽ phát huy được khả năng của mình. David Raya, 2 trận gần đây ở tuyển Tây Ban Nha đều bắt chính, chơi tốt, đó là động lực cho anh ấy khi trở về câu lạc bộ. Ngoài ra các trung vệ, đặc biệt là Saliba, tôi nghĩ rằng sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng. Trận đấu này tôi đánh giá hòa là tốt cho Arsenal trong bối cảnh vắng những cầu thủ chủ lực như vậy, đặc biệt là vắng bộ đôi Rai và Odegaard, thì hòa được là tốt và tôi nghĩ rằng là hệ thống phòng ngự sẽ chứng tỏ được vai trò của mình. Hàng công thì cũng phải chơi xông xáo nhưng mà đôi khi họ sẽ trở thành những người phòng ngự đầu tiên. Tóm lại là hàng công có thể sẽ không bung bung được như mọi khi đâu, mà phải
tập trung vào hệ thống để mà cưa được một điểm trên sân của Tottenham. Trái với Arsenal thì Tottenham đã nếm mùi thất bại ở mùa giải năm nay khi để thua Newcastle 1-2 ở vòng đấu trước. Họ cũng mới chỉ có được một chiến thắng, tuy nhiên việc Arsenal không có sự phục vụ của nhiều trụ cột, liệu có mở ra cơ hội giành trọn 3 điểm cho thầy trò huấn luyện viên Postecoglou không, thưa anh? Đến lúc này Tottenham đã có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Họ đá sân nhà trận này thì đặt ra mục tiêu chắc chắn là 3 điểm rồi. Chứ Arsenal bị thiếu hụt lực lượng như vậy, đương nhiên thầy trò Postecoglou đặt mục tiêu là 3 điểm. Và tôi không có nghi ngại gì về một lối tấn công như vũ bão của Tottenham, và họ sẽ cố gắng duy trì cường độ này. Postecoglou tự hào nói rằng là các đội bóng bông gắn bó ấy, thì mùa giải thứ hai bao giờ cũng tốt hơn và bao giờ cũng có được một cái điều gì đó. Thì tôi cho rằng là có thể năm nay bước đầu chưa thật sự là mỹ mãn đâu, nhưng mà chúng ta nhìn cái thần thái với khí thế của Tottenham thì họ vẫn duy trì và họ sẽ tấn công ở trận đấu này trước Arsenal. Bình luận viên Quang Huy dự đoán như thế nào về vị trí cũng như là khả năng cạnh tranh của Tottenham ở mùa giải năm nay vậy ạ? Tôi nghĩ rằng Tottenham mùa này có thể sẽ chơi một cách bền bỉ hơn mùa trước. Mùa giải năm ngoái Postecoglou đến và mang lại một cái lối chơi khác hẳn với trước đây, tấn công rực lửa, phải nói là tấn công quên mình luôn. Thế thì cầu thủ Tottenham cuối mùa trước là bị hụt hơi, có thể là chưa quen với cách chơi này. Đến giải năm nay thì có thể sẽ quen hơn, tức là thấm hơn cái cách chơi này, và tôi nghĩ rằng là họ sẽ có thể vươn vào top 4 đấy. Cụ thể chiều này thì Tottenham sẽ chơi tấn công, Arsenal có thể sẽ nhún lại một chút và cố gắng giành một điểm trên sân của Tottenham. Một trận đấu mà chúng ta sẽ thêm lần được chứng kiến gia vị trận Derby London. Nói về một trận Derby London thực sự thì phải là cặp đấu Tottenham và Arsenal. Có thể trận này Arsenal sẽ không rực lửa được bởi vì thiếu hụt lực lượng, nhưng mà cũng sẽ có cầu thủ chính rất hay, Arteta và Postecoglou. Tôi thiên về tỷ số hòa và có thể là 2 điều. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ nhận định của bình luận viên Quang Huy cho màn đối đầu rất đáng được chờ đợi giữa Tottenham và Arsenal ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt trên một số phương tiện tàu thuyền đánh cá. Sao tôi đây? Đang là công tác cuối cùng. Bạn thấy thì thời tiết tại đây thời điểm này thì đang chuyển biến xấu. Và rằng co đi ngang trong suốt những tháng đầu năm, VN Index đang có nhiều dấu hiệu cho thấy ở trên một con sóng lớn. VTC Now, nhanh chóng, chính xác và đa dạng thông tin.